Các bạn thân mến, nước Ý vốn nổi tiếng về sự thanh lịch, lãng mạn. Các cầu thủ bóng đá Ý thường rất đẹp trai. Sắc màu vani thật tuyệt vời. Hôm nay các bạn sẽ tìm thấy thêm một điều tuyệt vời nữa, đó là nét đẹp rực rỡ, đắt giá, một mảnh ghép lịch sử nho nhỏ được thể hiện trên các đồng xu xưa cổ của quốc gia này. Tôi xin giới thiệu cái nhìn về một số đồng tiền Ý có giá trị nhất được rao bán trong những năm gần đây, từ những đồ tạo tác cổ xưa đến những vật lưu niệm của lịch sử hiện đại. Những đồng tiền này đều đẹp và hấp dẫn. Nào, bắt đầu thôi. Những thông tin và hình ảnh minh họa này tôi tham khảo và dịch từ trang coinvaluelookup.com. Mở đầu của video này là đồng xu Italy Vatican 100 ly năm 1929, năm thứ 8 PCGS MS66. Đồng xu tuyệt đẹp này đến từ thành phố Vatican, quốc gia độc lập nằm bên trong biên giới nước Ý. Nó được đúc vào năm 1929 và có chân dung của giáo hòa Pius XI ở mặt, quay mặt về phía phải. Nó có lớp hoàn thiện bằng vàng sáng và được dịch vụ phân loại tiền xu chuyên nghiệp độc lập PCGS đánh giá là MS66. Ký hiệu MS có nghĩa là trạng thái đúc tiền, một loại tiền được sản xuất dưới dạng tiền tệ nhưng không bao giờ được lưu hành. Ở tuổi 66, đồng xu này đáp ứng định nghĩa về chất lượng đá quý, dành riêng cho những đồng xu có cấp độ từ 65 trở lên. Đồng xu đặc biệt này trong tình trạng này là rất hiếm, chỉ có 5 loại được biết là còn tồn tại và chỉ có một loại tốt hơn được xếp loại MS67. Nó được đưa ra đấu giá vào tháng 8 năm 2018 thông qua các chuyên gia về tiền xu Tag Heuer. Nó thoải mái vượt quá mức ước tính trước khi bán là từ 400 USD đến 500 USD. Nó kiếm được 780 USD. Đồng xu Italy Duchy of Achaia Gold Zecchino 1346 PCGS MS61. Đồng tiền vàng tuyệt đẹp này đã gần 1.000 năm tuổi. Nó được đúc cho công quốc Achaia, nay là một phần của Ý, vào năm 1346. Đồng xu nhỏ không thể nhầm lẫn là thời Trung Cổ, một bên mô tả thánh mát hào quang đang giơ biểu ngữ cho vị đồ đang quỳ, mặt còn lại mang hình ảnh Chúa Kitô được bao quanh bởi các ngôi sao và có một bàn tay giơ lên chúc phúc. Đồng xu từng được coi là cực kỳ hiếm, nhưng điều đó đã thay đổi vào năm 2010 khi một nhóm nhỏ được tìm thấy. Tuy nhiên, đây là một thiết kế biến thể và là thiết kế duy nhất được biết là tồn tại. Nó đã được PCGS xếp loại MS61 và được bán thông qua trang đấu giá trực tuyến eBay vào tháng 6 năm 2019. Nó đạt được mức giá thấp nhất là 1.349 USD. Và đây là eBay, người mua may mắn không phải trả tiền hoa hồng trên giá bán. Đồng xu Italy Livorno Cosimo Đệ Tam The Medici Silver Pisa della Rosa 1699. Đồng xu bạc đáng yêu này có niên đại từ năm 1699, được đúc cho thành phố Livorno của Ý. Một mặt nó mang hình vương miện của gia đình Medici, mặt khác được mô tả một bụi hoa hồng được thể hiện rất chi tiết. Đồng xu này được đúc ở Florence và được sản xuất cho Cosimo Đệ Nhị de Medici, đại công tước xứ Tuscany từ năm 1670 đến năm 1723. Một vài ví dụ về đồng tiền được bán đấu giá với giá tham khảo dao động từ 1.200 đến 4.400 euro. Đồng xu Italy Naples Charles Đệ Ngũ 1516-1556 Gold Cudo d'Oro NGC MS64. Đồng xu tuyệt đẹp này đã được sử dụng làm tiền tệ ở thành phố Naples khoảng 500 năm trước. Từ Cudo mô tả tiền xu được sử dụng ở các thành bang trên bán đảo Ý cho đến thế kỷ 19. Chúng thường được làm bằng bạc nhưng phiên bản này được chế tác bằng vàng. Chỉ riêng điều đó thôi cũng đã khiến nó khá đặc biệt,
nhưng nó cũng được NGC xếp loại MS64, chỉ kém một điểm so với phân loại đá quý, và đó là ví dụ nổi tiếng nhất về đồng tiền này đang tồn tại. Một mặt nó mang hình vương miện hoàng đế Charles để ngủ, người trị vì từ năm 1516 đến năm 1556. Ở mặt sau có một cây thánh giá Hy Lạp tinh xảo với viên miện ở cuối mỗi cánh tay. Bạn có thể mua nó từ các chuyên gia về tiền xu của Anh, Barquin, với giá 4.000 bảng Anh, tức là khoảng 4.600 USD. Đồng xu Italy Sicily Piero Costanza 1282-1285 Piero Doro Messina. Đây là một ví dụ khác về đồng tiền vàng Ý đẹp, và cái này niên đại gần 1.000 năm. Mặt trước mang hình ảnh một con đại bàng được bao quanh bởi hai dải chữ. Mặt sau mô tả một chiếc khiên cánh tay của gia đình Aragon. Sự kết hợp giữa chiếc khiên và đại bàng khiến loại tiền này được gọi là Piero, và thực tế là nó là vàng chứ không phải bạc. Điều này khiến nó rất được các nhà sưu tập mong muốn. Nó đang được rao bán thông qua Barquin với giá 7.250 bảng Anh, số tiền đó tương đương với khoảng 8.400 USD. Đồng xu Italy Naples Frederick đệ tứ of Aragon năm 1496 đến năm 1501 Gon Ducato. Đồng xu này được đúc để sử dụng ở Naples dưới triều đại của Federico đệ tứ, thường được gọi là Frederick đệ tứ hoặc Frederick xứ Aragon. Đó là khoảng thời gian từ năm 1496 đến năm 1501. Frederick là vị vua cuối cùng của Naples, xuất thân từ nhà Rastamara. Ông bị phế chức vào năm 1501 và Naples sau đó được chuyển giao cho người Tây Ban Nha. Mặt trước của đồng xu có hình bản thân của Frederick đội vương miện, quay mặt về bên phải. Ngay phía sau đầu anh ta có chữ T, biểu thị rằng đồng xu được chế tác bởi bậc thầy đúc tiền Giancarlo Ramontano. Mặt sau thiết kế ấn tượng với cánh tay cong của dòng họ Aragon, được bao bọc bởi một con rồng. Đây là đồng Ducat, một loại tiền vàng được sử dụng trên khắp châu Âu từ thế kỷ 13 đến thế kỷ 19. Các đồng xu thường chứa khoảng 3,5 gram vàng. Nó được rao bán thông qua nhà Barquin với mức giá 11.000 bảng Anh, khoảng 12.700 USD. Đồng xu Italy Milan Gian Galeazzo Visconti năm 1395 năm 1402 Gon Fiorino. Đồng xu tuyệt đẹp này mang hình ảnh ấn tượng của Gian Galeazzo Visconti, công tước đầu tiên của Milan. Ông ấy được thể hiện trên lưng ngựa, đứng trên bàn đạp, một cánh tay giơ lên như thể sắp tấn công bằng thanh kiếm của mình. Mặt còn lại có một chiếc khiên có Bision, một con rắn cuộn lớn được sử dụng làm thiết bị huy hiệu, và một chiếc mũ bảo hiểm có hình rồng. Đồng xu này được gọi là Fiorino. Nó được làm bằng vàng và nặng khoảng 3,5 gram. Nó được người bán Barquin đánh giá là cực kỳ tốt, và nó có thể là của bạn với mức giá 11.000 bảng Anh, khoảng 12.700 USD. Đồng xu Italy Siena Republic năm 1404 năm 1555 Gon Fiorino Laco. Đồng xu này được gọi là Fiorino Laco. Nó nhỏ hơn một chút so với đồng Florin hoặc đồng Ducat, và ví dụ này nặng 3,14 gram. Nó được làm bằng vàng nguyên chất và có chữ S lớn ở một bên tượng trưng cho Siena, nơi nó được sử dụng làm tiền tệ. Phía bên kia có một cây thánh giá lớn trong một vòng tròn. Bởi vì nó không mang hình ảnh của một người cai trị, nên việc xác định niên đại của nó một cách chính xác là rất khó khăn. Có thể trong khoảng thời gian từ năm 1404 đến năm 1555, với ngày tháng không chắc chắn đã khiến đồng xu này trở thành một món hời thực sự. Bạn có thể mua được mảnh nhỏ lịch sử bằng vàng của Ý này
chỉ với 2.000 bảng Anh, đó là khoảng 2.300 USD. Đồng xu Italy 10 lira 1912 R ECGS MS65. Đồng xu 10 lira đáng yêu này chứng minh rằng tiền xu không cần phải hàng trăm năm tuổi mới có giá cao. Nó có niên đại từ năm 1912 và mang chân dung của Victor Emmanuel Đệ Tam, vua nước Ý. Đồng xu ở trong tình trạng đẹp được BCGS xếp hạng MS65 và được phân loại là đá quý. Đây là một trong ba đồng xu duy nhất có chất lượng như vậy còn tồn tại. Chỉ có một mẫu tốt hơn là MS66. Nó được đưa ra bán đấu giá vào tháng 1 năm 2017 với giá ước tính từ 5.000 đến 7.000 USD. Trong trường hợp này, nó được bán với giá chỉ hơn 8.800 USD, bao gồm cả phí bảo hiểm của người mua. Đồng xu Italy Sicily Messina Augustalis After 1231 Frederick Đệ Nhị PCGS AU 50. Đồng tiền vàng tuyệt đẹp này có tuổi đời khoảng 1.000 năm. Nó bắt nguồn từ triều đại của Frederick Đệ Nhị, một trong những nhà cai trị quyền lực nhất thời Trung Cổ. Ông đã tài trợ cho một số cuộc thập tự chinh vào thế kỷ 13 và đóng vai trò quan trọng trong việc hệ thống hóa tiếng Ý. Bức chân dung cho thấy Frederick theo phong cách của các hoàng đế La Mã, người mà ông đã tự làm mẫu. Ông ấy mặc một chiếc áo toga và đầu trang trí bằng một vòng nguyệt quế, mặt sau có hình con đại bàng. Nó được đưa ra đấu giá vào năm 2016 và được bán với giá là 17.625 USD. Đồng xu Italy Emilia năm 1860 B Bologna 20 lira PCGS MS65. Đồng xu 20 lira này là một trong những đồng xu Ý hiếm nhất từng được bán đấu giá. Nó có niên đại từ năm 1860 và được đúc tại xưởng đúc tiền ở Bologna. Điều khiến nó trở nên hiếm là nó được sản xuất ở vùng Emilia. Điều này xảy ra trước khi nước Ý thống nhất vào năm 1861. Việc thành lập đất nước như chúng ta biết ngày nay diễn ra muộn hơn với việc bổ sung Venetia vào năm 1866 và các lãnh thổ giáo hoàng vào năm 1870. Với sự thay đổi sắp xảy ra, chỉ một số lượng nhỏ những đồng tiền này được tạo ra trong giai đoạn chuyển tiếp. 159 chiếc được cho là đã được đúc vào năm 1860 tại Bologna, và trong số đó loại này được xếp loại MS65 là loại có chất lượng tốt nhất hiện có. Nó được bán đấu giá ở Geneva vào năm 2018 với mức giá đáng kinh ngạc là 175.150 USD. Đồng xu Italy 1864 T Turin 50 lira PCGS MS63. Đồng xu này từ năm 1864 mang hình ảnh của Victor Emmanuel Đệ Nhị. Ông là vua của Sardinia cho đến khi nước Ý thống nhất. Khi ông trở thành vị vua đầu tiên của đất nước, đồng xu năm 1864 này được đúc tại xưởng đúc tiền ở Turin là một trong số khoảng 100 đồng xu được biết là đã từng được tạo ra. Hai đồng xu được lưu hành được phân loại AU 58 và AU 53 được bán đấu giá với giá lần lượt là 210.682 USD và 178.848 USD. Mẫu này đã được PCGS xếp hạng nhưng chưa bao giờ được ra bán. Tôi có thể tin tưởng rằng bất kỳ nhà sưu tập nào cũng sẽ phải trả hơn 200.000 USD để mua được nó. Đồng xu Italy 1927 R Rome 100 lira PCGS MS65. Đây là đồng xu có chân dung của Victor Emmanuel Đệ Tam. Nó có niên đại từ năm 1927 và được sản xuất tại xưởng đúc tiền ở Rome. Nó cực kỳ hiếm, chỉ có 30 đồng tiền như vậy được biết là đã từng được tạo ra.
Vì vậy, không có gì đáng ngạc nhiên khi các nhà sưu tập cảm thấy phấn khích khi có những mẫu được rao bán. Gần đây nhất, một đồng xu được bán vào năm 2017 với giá chỉ 160.000 USD. Nó được xếp loại FDC, một ký hiệu có nghĩa là Blood the Coin, và được sử dụng cho những đồng tiền được coi là đặc biệt và hoàn hảo. Ví dụ này đã được PCGS chấm điểm, nó được xếp loại MS65 và nó được bán đấu giá ở Geneva vào năm 2014 với mức giá thực sự ngoạn mục là 360.000 franc Thụy Sĩ, đó là khoảng 372.250 USD. Video đến đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian quý giá của mình đã theo dõi. Xin chúc các bạn và gia đình có một ngày vui vẻ, hạnh phúc và may mắn. Chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại ở video tiếp theo.